Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin đổi mới lần 2, đổi mới toàn diện là lối thoát sống còn. Cái rét đang tràn về những ngày cuối năm, nhưng cái rét của thiên nhiên chỉ kéo dài trong vài ngày, có thể chống chọi chưa phải là mối lo lớn. Mối lo lớn có thể ví như một đại băng hà chưa thấy ngày dứt nhưng tiếp diễn mỗi ngày mỗi nặng hơn. Đó chính là con bạch tuộc tham nhũng khổng lồ, thần thông quảng đại, có hàng chục triệu vòi tham nhũng mà công ty Việt Á chỉ là một cái vòi nhỏ trong số đó. Sự thần thông quảng đại của con quái vật bạch tuộc tham nhũng nằm ở chỗ bị chém một vòi thì lập tức phát hiện ra mọc ra hàng trăm vòi khác. Đó là nhận định của tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu trong bài phân tích về sự kiện Việt Á trên trang Facebook cá nhân với nội dung được ông chia sẻ như sau. Việt Á rồi sẽ bị xử lý nhưng sẽ có hàng trăm Việt Á mới xuất hiện. Ủy ban Kiểm tra Trung ương không đủ sức để xử lý. Đến bây giờ, toàn dân mới ngớ ra rằng bộ kit xét nghiệm mà công ty Việt Á mang bán cho 62 tỉnh thành với doanh số khoảng 4.000 tỷ đồng là sản phẩm của nhà nước. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, trước đó nay đang giữ chức Chủ tịch Hà Nội, chính là người đã chỉ định công ty Việt Á và Học viện Quân y nghiên cứu chế tạo kit test dở. Vì đó là sản phẩm được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp tới 19 tỷ đồng để thực hiện, thông qua đề tài khoa học công nghệ quốc gia, nghiên cứu và chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện chủng virus corona mới, mã số DTDECN2920. Mức lương của những người lao động Việt Nam, trong đó có khoa học và giáo dục là rất thấp so với các nước phát triển, thấp hơn từ 10 đến 20 lần. Cũng theo bảng lương giảng viên đại học công lập và nghiên cứu viên khoa học từ ngày 12 tháng 12 năm 2020, thì ngạch lương cao nhất của giáo sư giảng viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp dao động vào khoảng từ 9 triệu 200 ngàn đồng, tức là bậc 1 hệ số 6.2, đến 11 triệu 900 ngàn đồng mỗi tháng, bậc 6 hệ số 8.0. Còn tiến sĩ mới bảo vệ có nơi chỉ nhận được từ 4 đến 5 triệu đồng mà thôi. Học bổng nghiên cứu khoa học Humboldt của Đại học Đức hiện trao tặng lương tháng mỗi tháng là 2.670 euro, tương đương với 69 triệu đồng cho nghiên cứu sau tiến sĩ từ 6 đến 24 tháng và 3.100 euro, tức là 82 triệu đồng cho các nhà nghiên cứu đã có kinh nghiệm từ 6 đến 18 tháng. Trong thời gian nghiên cứu đòi hỏi phải có các công trình khoa học đăng dưới dạng các bài báo trên các tạp chí như ESE hoặc các tạp chí uy tín khác. Và viện dẫn ra mức lương của các nhà khoa học Việt Nam và thế giới ở trên có thể thấy số tiền 19 tỷ đồng là khoảng 800.000 đô la là một số tiền rất lớn so với đề tài nghiên cứu khoa học ở Việt Nam và không nhỏ so với đề tài nghiên cứu khoa học của các nước phát triển. Không chỉ quá đắt, điều lạ lùng là theo truyền thông thì kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu của Bộ Khoa học và Công nghệ chi tới 19 tỷ đồng cho Viện Quân y chủ trì lại được ông Phan Quốc Việt mang đi bán với giá cắt cổ và đưa về cho Việt Á nhóm lợi ích doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng. Đây là hình ảnh Bộ Công an mới khởi tố thêm ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế, ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế và ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ và cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Thử hỏi đặt ra câu hỏi rằng Bộ Khoa học và Công nghệ tiêu tiền của ai và ai là thủ phạm chính trong vụ này? Sai phạm của ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á thì đã rõ. Sai phạm của các cá nhân và cơ quan dùng tiền của nhà nước để mua bộ xét nghiệm từ Công ty Việt Á cũng đã rõ. Nhưng còn những sai phạm ở các cơ quan nhà nước mà chính là những sai phạm này là nguyên nhân tạo môi trường và điều kiện cho ông Phan Quốc Việt và Công ty Việt Á phạm tội ở mức độ nghiêm trọng như vừa xảy ra. Một trong những sai phạm mang tính nguyên nhân của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nói sai phạm mang tính chất nguyên nhân là vì từ sai phạm của Bộ Khoa học và Công nghệ mới dẫn đến sai phạm của ông Phan Quốc Việt. Không có sai phạm của Bộ Khoa học và Công nghệ về bộ kit xét nghiệm thì đã không có sai phạm của ông Phan Quốc Việt như hiện nay. Và Bộ Khoa học và Công nghệ có ít nhất là 3 sai phạm nghiêm trọng được liệt kê sau đây. Một là chi một khoản tiền khổng lồ tới 19 tỷ đồng để mua một sản phẩm mà không thu lại sản phẩm.
để cho người khác chiếm đoạt sản phẩm đi bán lấy lời. Bộ Khoa học và Công nghệ đã chi ra 19 tỷ đồng để nghiên cứu chế tạo cho bộ kit xét nghiệm, thì sản phẩm đó là của Bộ Khoa học Công nghệ chứ không thể là của Học viện Quân y, càng không thể là của Việt Á được. Nếu Việt Á chịu trách nhiệm sản xuất và triển khai thương mại, thì hợp đồng về phân bổ lợi nhuận giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và công ty Việt Á ở đâu? Tỷ lệ phân chia như thế nào cũng là câu hỏi được đặt ra. Không có một công ty tư nhân nào chi tiền cho Bộ Khoa học Công nghệ cả. Hai là chi tiền vượt nhiều lần giá trị của hàng hóa. 19 tỷ đồng là một khoản tiền khổng lồ đối với một đề tài nghiên cứu khoa học. Về số lần đắt hơn so với giá trị thực thì bộ xét nghiệm còn vượt đường sắt Cát Linh, Hà Đông. Đường sắt Cát Linh và Hà Đông đắt hơn giá trị thực chỉ 5 đến 6 lần, còn Bộ Khoa học và Công nghệ đã trả đắt hơn chỉ ít là 20 lần so với giá trị thực tế. Và đây chính là tiền thuế của người dân cả nước ròng rã đóng. Đây là hình ảnh phòng thí nghiệm của công ty Việt Á, hầu như không có trang thiết bị gì. Ba là đưa thông tin sai lệch về bộ kit xét nghiệm đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận, dẫn hậu quả rất nghiêm trọng. Việc Tổ chức Y tế Thế giới thông báo đã nhận được hồ sơ của Việt Á nộp cho Tổ chức Y tế Thế giới mà lại hiểu theo cách của Y tế Thế giới là chấp thuận là lỗi không thể hiểu được từ cơ quan đứng tên Bộ Khoa học và Công nghệ của một quốc gia. Từ thông tin của Bộ Khoa học Công nghệ mà truyền thông cả nước đưa tin theo và cả nước tin vào chất lượng của bộ kit xét nghiệm mà Việt Á đem đi bán. Về Học viện Quân y cũng mắc là sai lầm mang tính nguyên nhân. Nếu Học viện Quân y thực hiện đúng pháp luật trong thực hiện đề tài, nghiên cứu, chế tạo bộ sinh phẩm, phát hiện chủng virus corona. Do Bộ Khoa học Công nghệ chi tiền thì ông Phan Quốc Việt đã không thể lấy kết quả nghiên cứu của đề tài cấp nhà nước để sản xuất bộ xét nghiệm đi bán kiếm lời với mức độ đến như vậy. Nếu Việt Á được quyền sản xuất và bán, thì hợp đồng phân chia trách nhiệm và lợi nhuận giữa Bộ Khoa học Công nghệ, Học viện Quân y và Việt Á đang nằm ở đâu và tỷ lệ phân chia lợi nhuận và trách nhiệm như thế nào? Về Bộ Y tế, nếu Bộ Y tế làm đúng chức năng của mình, thì ông Phan Quốc Việt dù có thoát khỏi gác chặn của Bộ Khoa học và Công nghệ và Học viện Quân y cũng không thể bán được bộ xét nghiệm với số lượng và giá cả như xảy ra. Bộ Y tế là nguyên nhân thứ ba giúp cho sai phạm của ông Phan Quốc Việt đã xảy ra và góp phần to lớn làm cho ông Phan Quốc Việt tham nhũng, hối lộ đến mức khủng khiếp đến như vậy. Về cơ chế hiện hành, ai cũng biết là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Đây là hình ảnh các trang của Đảng đồng loạt nổ bom về bộ kit xét nghiệm dở. Tuyên giáo thì nói bộ kit xét nghiệm đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận, có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Đài truyền hình Trung ương của Việt Nam VTV thì nói nhiều nước đặt mua kit test của Việt Nam sản xuất. Còn tờ báo Thanh Niên thì nổ rằng Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm vân vân. Tất cả đều là thông tin dối trá, bịp bợm, tiếp tay cho Việt Á thu về 4.000 tỷ đồng trong thời gian rất ngắn giữa đại dịch khi người dân đang vô cùng khốn khó. Bộ kit xét nghiệm của Việt Á được sản xuất ở đâu cũng là câu hỏi được đặt ra. Chất lượng như thế nào và xét nghiệm có đúng với kết quả đúng hay không thì cũng đã xảy ra rồi. Giá thành đắt bao nhiêu thì tiền cũng đã thu rồi. Điều lo sợ không chỉ là giá thành và chất lượng của bộ kit xét nghiệm Việt Á mang đi bán, mà còn là bộ kit xét nghiệm của Việt Á có xuất xứ từ đâu. Cơ sở của Việt Á như thực tế chỉ ra là không thể sản xuất được hàng triệu bộ kit xét nghiệm. Xuất xứ của bộ kit xét nghiệm mà công ty Việt Á mang bán mới là điều cần phải bàn. Bộ kit xét nghiệm này có phải được sản xuất ở nước ngoài, mang nhãn hiệu Việt Nam rồi đem vào bán hay không? Trong bộ kit xét nghiệm này có phần nào do Việt Nam đóng góp hay không? Và đề tài nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm do Học viện Quân y chủ trì nhận tới 18,8 tỷ đồng của Bộ Khoa học và Công nghệ có liên quan như thế nào đến bộ kit xét nghiệm mà Việt Á đem ra bán? Và điều sợ nhất là bộ kit xét nghiệm mà Việt Á mang bán lại được sản xuất từ nước lạ. Ngày cuối năm nhìn về tương lai, bộ kit xét nghiệm Việt Á mang đến đã bán góp phần là bộc lộ một phần mức độ thâm độc, tham nhũng tại Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế. Từ bộ kit xét nghiệm Việt Á thôi, có thể nghĩ về lời giải của bài toán gốc. Từ ngàn xưa, tri thức là chỗ dựa của quốc gia về trí tuệ và đạo đức. Mỗi khi nan nguy, cần kế sách thì phải nhờ đến tri thức. Tri thức là thước đo trí tuệ của một quốc gia. Mức độ phát triển của quốc gia
thì phụ thuộc vào mặt bằng của trí thức. Trí thức chính là thước đo của đạo đức của một quốc gia. Và sự đồi bại đạo đức của trí thức phản ánh sự suy đồi đạo đức của xã hội ở quốc gia đó. Nay trí thức ở nước ta, ở Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở Bộ Khoa học và Công nghệ, v.v., nơi nào cũng bị tham nhũng thống trị, thì có nghĩa là tham nhũng đã thống trị khắp xã hội. Bệnh tham nhũng đã lên đến cao hoàng, cách chống tham nhũng hiện nay là cách chống tham nhũng trên ngọn. Đây là hình ảnh tờ báo Pháp Luật đặt vấn đề làm sao có thể thu hồi huân chương lao động hạng 3 của công ty Việt Á do chính tay Chủ tịch nước ông Nguyễn Phú Trọng khi đó quyết định bàn tặng. Chính huân chương này đã tiếp tay cho Việt Á phân phối 10 triệu bộ kit xét nghiệm ra 62 tỉnh thành. Phát hiện ra tham nhũng mới trị tội thì không bao giờ loại trừ được gốc của tham nhũng cả. Quan lại tham nhũng là điều dễ hiểu, nhưng khi tham nhũng tràn vào quân đội thì đó là lúc phải lo lắng cho an nguy của đất nước. Khi công an tham nhũng thì dân thường bị điều đứng, và khi thầy giáo đi dạy, thầy thuốc chữa bệnh mà tham nhũng hàng loạt với khối tiền khổng lồ thì đạo đã mất, vì bệnh tham nhũng phát sinh từ đạo chứ không phải từ ý thức ham muốn thông thường của con người. Những bài giao giảng đạo đức luân lý lúc này đã trở nên vô nghĩa. Nhưng tham nhũng chỉ là căn bệnh đục khoét, nguy hại nhưng không sinh tử. Đi nhầm đường mới là sinh tử. Đi nhầm đường là sinh tử, bởi biết bao số phận loay hoay hết cả cuộc đời này mà không thể thoát ra khỏi rừng rậm hàng sâu. Còn bi đát hơn, đi nhầm đường đến mức xa vào đầm lầy vực thẳm. Bi đát hơn nữa là sinh con đẻ cái trên con đường nhầm. Thế hệ cộng sản đầu tiên đã dũng cảm đổi mới lần một vào năm 1986. Nói là dũng cảm vì họ tự thừa nhận sai lầm. Nói rồi đổi mới là để nhấn mạnh rẽ con sang con đường khác, không đi theo con đường đang đi. Con đường đã đi bước đi được 40 năm mới biết là nhầm, là rất muộn. Nhưng vượt lên sự kiêu ngạo, chịu dằn vặt đau đớn trong lòng để công khai cất lên lời thừa nhận sai lầm cũng là dũng cảm. Ở tuổi cuối đời, trên cương vị cao nhất mà dám thừa nhận sai lầm chỉ có ở những nhân cách rất lớn. Khi Đông Đức nhập vào Tây Đức, Liên Xô sụp đổ, các nước Ba Lan, Séc, Slovakia, Hungary, Bungary bước sang con đường mới. Tiếp thay lại không xuất hiện nhân cách lớn. Người khuất thì đã khuất rồi, nhưng con cháu phải gánh chịu. Những lời an ủi khéo, những gợi ca có cánh không chữa được bệnh. Đổi mới lần hai, đổi mới toàn diện, đó mới là lối thoát sống còn. Đó là con đường duy nhất để không tụt hậu so với các nước, để không giao lại gánh nặng cho con cháu. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin An Giang dân tố công an đánh chết người trong trụ sở. Chính quyền nói do đột quỵ. Một người đàn ông lớn tuổi ở ấp Mỹ An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tử vong sau khi bị đưa về đồn công an. Phía chính quyền cho biết người này chết do đột quỵ, nhưng gia đình thì khẳng định là do bị công an đánh. Hôm 29 tháng 12 năm 2021, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một người dân bị đánh chết trong đồn công an xã. Nạn nhân sau đó được xác định là ông Nguyễn Văn Khá, 55 tuổi, làm nghề phụ hồ. Đây là hình ảnh nạn nhân, ảnh trái và công an đứng ra trấn an người dân, tụ tập đòi công lý, ảnh do báo Người Lao Động. Người đăng tải thông tin này là ông Nguyễn Văn Tuấn, em, con trai của nạn nhân. Trong một video đăng tải trên trang Facebook cá nhân, ông em cho biết sự việc xảy ra hôm 28 tháng 12 như sau. Có hai cán bộ vô nhà tôi, ba tôi xô ra ngoài thì nó lôi ba tôi ra đàn áp ba tôi. Ba tôi chống cự, không lại, ba tôi xô sát với bọn nó, rồi nó xô ba tôi té quỵ xuống. Là lúc đó nó lấy còng số 8, nó còng tay ba tôi đưa lên xe. Mà lúc đó thì ông còn bình thường, mà tại sao ra xã là ông ấy đã chết ngoài văn phòng xã như vậy? Mạng báo Người Lao Động dẫn lời một người đại diện của Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ cho hay, trong đêm 28 tháng 12, lực lượng công an xã đi tuần tra, bắt các vụ tệ nạn xã hội và dựng xe trước hẻm nhà dân. Sau đó cha con ông Khá dẫn xe công an vào nhà dân nên dẫn đến mâu thuẫn, xô xát với công an. Công an mời cha con ông Khá về trụ sở làm việc. Một lúc sau, có người báo ông chết do bệnh tim. Một lãnh đạo của công an huyện
Chợ Mới, An Giang khẳng định với báo giới là ông Khá bị bệnh tim chết, chứ không phải có chuyện công an đánh người dẫn đến tử vong và các lực lượng đang phối hợp điều tra. Phản ứng trước thông tin từ chính quyền địa phương, bà Thủy, vợ của nạn nhân khóc lóc bên quan tài của chồng mình và nói trong một video được đăng tải hôm 29 tháng 12 như sau. Chồng tôi, giờ công an, mấy thằng đó nó ép buộc, nói là chồng tôi đau bệnh tim, nhưng mà chồng tôi không đau bệnh tim. Đi làm hồ ở đây ai cũng biết. Giả sử chồng tôi đau bệnh tim đi nữa mà nó không có vật cản 16 thằng, thì chồng tôi đâu có bị đánh chết. Đánh chồng tôi còn hơn là ăn cướp, đánh chồng tôi còn hơn là phản động. Tôi quỷ van xin tôi lại nó không tha. Đây là hình ảnh người dân tụ tập trước cửa trạm y tế xã Nhân Mỹ sau khi hay tin ông Nguyễn Văn Khá chết. Ảnh tờ báo Tuổi Trẻ. Cũng theo bà Thủy thì gia đình được lãnh đạo công an huyện động viên tổ chức mai táng cho chồng và hứa sẽ giúp điều tra sự việc. Tuy nhiên cuối cùng lại kết luận rằng chồng bà bị đột quỵ nên gia đình cảm thấy oan ức. Đến sáng ngày 30 tháng 12 năm 2021, gia đình nạn nhân đã tổ chức chôn cất xong cho người thân của mình ở nghĩa trang gần nhà. Thông tin trên báo Tuổi Trẻ ghi rằng, tối 28 tháng 12, ông Nguyễn Văn Khá, 55 tuổi, là chồng bà và con trai bị mời về trụ sở công an xã Nhân Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang làm việc. Đến 22 giờ, bà Thủy và ông Khá nhận được tin chồng bà bị công an xã đánh chết và đưa qua trạm y tế xã. Con trai tôi nói chồng tôi và nó bị đánh lúc 21 giờ, có 6 người vây đánh. Lúc đánh chết ông ấy, họ tưởng chồng tôi ngất xỉu nên trở qua trạm y tế xã mà không cho con tôi trở đi. Lúc này con tôi đã van xin mấy công an đừng đánh cha nó nữa nhưng không được, bà Thủy kể lại. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, ông Phan Đình Truyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết người tại công an xã. Hiện lực lượng công an huyện và tỉnh đang phối hợp điều tra. Anh em báo cáo là đêm 28 tháng 12, lực lượng công an xã đi tuần tra có dựng xe trước hẻm của người dân để vào bắt vụ tệ nạn xã hội. Lúc này, cha con ông Khá đã dẫn xe công an vào nhà dân rồi xảy ra mâu thuẫn với công an. Hai bên xô xát nên công an xã mời hai cha con ông này về trụ sở làm việc. Sau đó anh em báo lại là ông Khá có bệnh tim nên chết. Ông Truyền nói. Đây là hình ảnh trạm y tế xã Nhân Mỹ, nơi xác định ông Nguyễn Văn Khá tử vong. Còn Thượng tá Lê Văn Đấu, trưởng công an huyện Chợ Mới khẳng định rằng không có việc công an đánh người dẫn đến tử vong mà do người này bị bệnh tim rồi chết. Lực lượng công an huyện đang phối hợp với công an tỉnh điều tra, chúng tôi sẽ thông tin sau khi kết quả điều tra chính thức. Tại Lâm Đồng, dân cũng tố cáo công an cũng xã cũng đánh chết người dân. Một người dân ở thôn 3, xã Hà Lâm, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng đã bị công an xã đánh đến chết hôm 24 tháng 9 vừa qua. Theo cáo buộc của người thân và những người dân chứng kiến lại sự việc chia sẻ. Tuy nhiên, truyền thông của nhà nước chỉ cho biết người này chết sau khi được mời lên làm việc tại đồn công an xã. Nạn nhân là ông Phan Văn Lan, 49 tuổi, theo báo Thanh Niên. Vào ngày 24 tháng 9, ông Lan có mời lời qua tiếng lại với công an khi lực lượng này lập biên bản xử phạt đối với một tài xế xe tải luồng xanh vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, một cung đường, hai điểm đến. Vào 9 giờ cùng ngày, ba công an xã tới nhà ông Lan phát giấy mời, yêu cầu ông Lan lên trụ sở công an xã làm việc. Theo báo Thanh Niên, ông Lan khi làm việc với công an xã tại nhà đã có hơi men trong người. Ông Lan tiếp tục có những lời lẽ xúc phạm công an và bị đưa về trụ sở công an xã. Sau đó, người thân của ông Lan nhận được tin ông đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu trong cùng ngày. Tuy nhiên, trên trang Facebook, người thân của gia đình ông Lan cho biết ông Lan đã bị công an xã đánh đến hộc máu mồm ngay tại nhà riêng của ông Lan trước khi ông bị đưa lên đồn. Đây là hình ảnh đám tang của ông Phan Văn Lan bị công an đánh chết ở thôn 3, xã Lâm Hà, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, cũng theo người nhà nạn nhân chia sẻ, ông Lan tiếp tục bị công an đánh đập tại đồn công an. Người thân được tin yêu cầu được đưa ông đi bệnh viện nhưng công an không cho. Chỉ đến chiều cùng ngày công an mới cho gia đình đưa ông Lan đi bệnh viện cấp cứu nhưng ông đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Theo tờ báo Thanh Niên,
việc khám nghiệm hiện trường và tử thi đã được hoàn tất vào chiều ngày 25 tháng 9. Gia đình cũng đã tổ chức đám tang cho ông Lan vào cùng ngày. Ông Phan Văn Thuần, anh trai của nạn nhân, cho báo Thanh Niên biết, ông chứng kiến và ghi nhận trực tiếp công tác khám nghiệm tử thi. Ông Thuần khẳng định ông Lan có rất nhiều thương tích. Cũng theo thông tin trên trang Facebook người nhà nạn nhân, khám nghiệm tử thi cho thấy ông Lan đã bị dập gãy 3 xương sườn và gãy răng. Các hình ảnh và video đăng trên trang Facebook của người nhà nạn nhân cũng cho thấy đầu và người của ông Lan đã bị nhiều vết thâm tím chảy máu. Tuy nhiên, status của hình ảnh này sau khi đăng trên trang Facebook và được 30.000 lượt chia sẻ đã bị Facebook gỡ xuống chỉ trong vòng một ngày vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Đây là hình ảnh Trung tá Huỳnh Minh Lễ, Phó Công an phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, dùng chân đạp người làm chứng đang nằm trên nền trụ sở công an phường. Bà Đỗ Thị Tuyết Thu, vợ nạn nhân, được báo nhà nước trích lời nói rằng: "Tôi rất bức xúc trước cái chết của chồng mình, mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân." Theo báo nhà nước, hiện Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân ông Lan tử vong. Tình trạng người dân bị chết tại đồn công an hay tại nơi tạm giam xảy ra khá phổ biến thời gian gần đây tại Việt Nam và được truyền thông nhà nước lan tải. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp đều được chính quyền xác định là do tự tử mà chết. Hồi tháng 1 năm nay, một nghi phạm liên quan đến một vụ gây rối trật tự công cộng cũng đã tử vong khi bị tạm giam ở trại giam Chí Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình nạn nhân được thông báo nạn nhân đã tự tử chết, nhưng thi thể nạn nhân lại có rất nhiều vết bầm tím. Đại diện Bộ Công an Việt Nam trong một lần giải trình trước Liên Hợp Quốc vào hồi năm 2019 về việc thực thi Công ước Quốc tế và các quyền dân sự và chính trị, nói rằng nguyên nhân dẫn đến tử vong trong các cơ sở giam giữ của Việt Nam có thể là do phạm nhân dày dứt, dằn vặt về hành vi phạm tội của mình dẫn đến bi quan mà tự tử.